Mình nhắn lại à thôi. Vẫn gọi duy nhất thôi, em gửi cho anh vừa rồi thôi. Chúng ta hay à, thế là coi là giao tiếp cái đôi thứ nhất thì là do anh xử ý nó bay mất, còn đôi thứ hai là vâng, đôi đôi thứ trước hai là anh. là đôi thứ hai là 7 tháng thì bây giờ con mái là có ôm đồng con trống thì cũng ôm to mà hai con đều đẹp kiều thuần đúng không? Ui to à, nó nhìn bộ cực kỳ luôn, cái con trống cực kỳ luôn. Có nhiều người khen không? Anh bạn bè anh đến chơi bảo bác chiên đồ bác còn sao cô gái ở Hoa Kỳ đấy. Thế bảo thế ông đàn này nếu mà có giống thì ông để tôi bảo tôi cũng có điện thẳng bảo nó gửi cho. Bắt đàn này lần thứ hai của chúng ta của nó rồi. Mấy anh em chơi đồng liên nhau mà. Vâng. Thế thì bọn nó bảo tới này ông ấm khả năng là anh cho nó số xong rồi nó điện nó đặt chú với tôi nó chơi mà. Vâng. Thế là lần đấy em gửi cho anh là lần về đâu nhỉ? Về ngã tư Tử Thần, Yên Dũng Bắc Giang. À, ngăn tư Tử Thần Yên Dũng Bắc Giang. Thế cái đôi vú nuôi thì mà chưa 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 mới đầu thì cứ tưởng là thế là cứ trách nhầm em. Ừ anh cứ nhầm em, đừng có anh điện cho em đấy. Thì em bảo là cứ từ từ đã, không được phải vội, nó phải có. Ừ, thế xong chú bảo là không có thì em gửi cho anh hai con mái nữa, nhưng mà anh bảo tôi cứ từ từ để anh theo dõi, chứ mà đẻ ấp hay không rồi. À đấy, thế phải kiên trì. trứng trứng tỏ lắm, đó là trứng anh hai là anh chăm nó trứng tỏ lắm. À, một phần hai dây hai là giống nó cũng to. Ừ giống nó to lắm rồi. Anh soi được có phôi nở rồi, hôm nay là anh thấy là một quả rơi vỏ dưới rồi. Rơi vỏ dưới là có con ở trong bụng rồi, à dưới gầm bụng rồi. Anh soi nọ thì được 4 ngày thì anh soi thì là có phôi hết cả hai quả. 4 ngày là có tia máu mạng nhện rồi cần gì nữa. Ừ đẹp lắm, bây giờ là nhưng anh hỏi là cái đôi anh bắt sau này được 7 tháng mà thúc cùng như thế thì ghép được chưa thôi. Thực ra là ghép thì cố ghép thì nó vẫn được, tại vì nguyên tắc là khi đến mùa sinh sản thì bao giờ nó sẽ thúc bù đấy, nhưng mà thường là để nó thuần thục, con đực thường là nó không hay nóng giận, nó không hay đánh con mái, thì thường là nó con đực bao giờ nó cũng phải già năm một tí thì nó dễ ghép hơn, nhưng mà cũng không cứ, vì bây giờ mình phải thử đã anh ạ, mình thử mà thấy nó êm thì tốt, mà nó không êm thì mình phải để ý. Rồi còn thường là con mái nó thế nào cũng được, con mái khi nó phát triển buồng trứng thì nó sẽ đẻ, mà nó đẻ nó phải chịu trống thôi. Ừ, anh thấy bộ con này con trống bộ to mà cường cường rắc, bộ cường của nó tuyệt vời luôn. Có ông nào gạ 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 một gạ mua mấy triệu chưa? Chưa gạ, nhưng mà gọi là để giống cho nó, tức là nay mai có con là để giống cho nó, mới À là nó gạ rồi ấy. vâng, Được cái là cái âm của nó còn nó nghe nó thích không? âm nghe thích, thế Âm của nó to. vâng, thế thì thôi được rồi, thì bác đến với em 3 cơ hội thì gọi là 2 cơ hội là bác cũng cảm thấy ok rồi, còn cơ hội kia là do bác để nó sổng mất lồng Ừ, thì tôi bảo nó cũng gặp gỡ chú 3 lần, nhưng mà lần đầu tiên là do anh sơ suất thôi, chứ thì anh không dám trách chú cái việc đấy, thế nhưng mà chú bảo là 2 lần là sau này là anh thành công rồi đấy. Đến bây giờ phút này là coi như là nhờ vía của chú là thành công rồi. thế là hôm nay mục đích là cả gọi điện để cảm ơn à, hay là gọi Ừ, điện để mục đích là gọi là đầu xuân là cũng hỏi thăm chú, và hai nữa là cũng cảm ơn. Vâng. Hai là anh cũng không gọi anh trách nhầm chú là thôi, thì có gì thông cảm cho anh. Là Không, chú cái này mà em cũng cũng là chịu có quen kinh áp lực nghiệm như thế rồi. Em cũng chịu quen rồi. áp lực rồi, vâng. Có kinh nghiệm như thế rồi, là bắt cho anh 2 con trống, nhưng mà anh trách nhầm là một trống một mái mà đã tới giờ đã thành công rồi. Để ra sản phẩm rồi đúng không? Ừ, ra sản phẩm rồi, ok rồi. Em mà lại chiều anh lúc đấy thì đang khi lại đang đúng lại thành trai. Ừ, được rồi, rồi, ok. Hôm nay thì tôi anh có đầu xuân anh điện hỏi thăm sức khỏe gia đình và vâng. Chúc cho em có một cái năm làm việc như là cho nó thật là có hiệu quả nhé. Vâng, Còn ok. Em thực ra em nay cũng mà là có rất đáp là thì anh có anh em có nhu cầu thì xong anh sẽ điện em gửi về cho anh em chơi nhé. thực ra là em cũng rất là cảm ơn anh, và cũng thực ra cũng chúc lại gia đình anh sang một cái năm mới gọi là vạn sự như ý. Còn em thực ra em cũng có những cái áp lực trong cái kênh của em, mà cũng có những cái niềm vui, ví dụ như những cái niềm vui như thế này là đối với em nó rất là nhiều, có nhiều động lực để em làm tiếp. Nên ra, ra Từ lúc mà anh thấy con đôi vú nuôi nó sinh sản được là một này, mấy hai cái đôi của em nó nổi lên là anh cảm thấy lúc nào anh luôn luôn anh nghĩ về em đấy. Dạ Là có vâng. cái tiềm năng và em cũng cũng là cái người làm ăn đứng đắn chứ không phải là Tất nhiên là em không dám nó nhận 100% đâu, tại vì nó cũng có xác suất, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng là cái xác suất nó nhỏ nhất anh ạ. Vâng, thế là Ừ, thực đúng ra rồi, là tôi sau này gửi cho anh là anh hướng ý về cái bộ giờ và cái âm giọng của nó là anh hướng ý rồi đấy. vâng, thì đấy Anh anh cứ mua bán bây giờ trên mạng nó cũng rất là nhiều những cái kênh nọ kênh kia, nhưng mà bản thân em thì em luôn luôn có một cái tâm niệm là lúc nào mình cũng phải làm cho khách hàng là người ta có cái niềm vui từ cái đơn hàng đó đó. Ừ.
chứ không không bao giờ mình nghĩ là xong là xong đâu. Còn một cái vấn đề nữa thì thôi, còn cái đôi sau này hay thì nó hay rồi, thế nhưng mà còn cái vấn đề để mà ghép sinh sản như thế nào thì sau này mà anh mà có khó giới gì thì em giúp đỡ anh nhé. Vâng, anh cứ để ý con chim mái lúc nào nó bắt đầu nó đẻ trứng rơi ra thì anh ghép phát được ngay. Ừ thì tầm đấy thì chắc là chuẩn rồi. Vâng, đấy. Hôm qua anh thấy là nó chổng con mái là nó chổng anh tách rồng rồi mà. Nó cứ trúc mỏ, nó cứ trúc mỏ mà nó cứ nháy nháy cánh mà nó chổng đuôi lên. Nháy cánh nó gãy nhiều ấy, sắp đẻ thường lúc đấy anh ghép cũng được. Ừ. Vâng. Anh thấy con mái nó chổng đuôi lên nó máy cánh. Đấy là nó sắp đẻ nó. Vâng, con trống thì nó gù nhiều thì con mái mà lúc nó sắp đẻ nó gãy nhiều mấy hôm xong bắt đầu nó đẻ. Ừ. Anh cứ thử ghép thử xem nếu mà nó ổn thì ta cho nó vào đôi luôn, vào vợ chồng luôn, còn nếu mà nó có thể là thường là trống toai thì thường nó không thể nó dụ mái khéo bằng trống già được. Thế nhưng mà mình cũng nên cứ thử, cái gì cũng phải thử. Anh thì anh cũng mới chơi đam mê và đi chim phụng ấy này, cho nên là cũng hơi bơ ngỡ. Chú có nhiều kinh nghiệm thì cái đôi này thì cũng còn một cái vấn đề để ghép đẻ đó thôi là thành công là ok rồi. Vâng, thế thì có biến động gì thì anh em mình cứ thỉnh thoảng cứ trao đổi qua điện thoại anh ạ. Vâng. Rồi đầu xuân năm sớm anh gửi lời chúc gia đình nhé, cho anh cảm ơn. Vâng, ok không sao, em rất là vui, cảm ơn anh nhá, chào anh. Ừ, anh chào em. Vâng. Yêu sao tìm gáy chim cu, cây đa bể nước lời du cửa bần, vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái mang ngỗng, phấn hồng, ong sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cũng